Hôm nay có cả chị Súa đây. Chị Súa mà một mình chị ấy nuôi 5 cháu nhỏ nhé. Đấy, là cũng lên hỗ trợ cho bà con ở trên này. Âm thịnh dương suy hay sao nhỉ? Mà ít nam thế, toàn nữ thôi. Cái tốc độ làm chậm hơn rất nhiều luôn mọi người ạ. Bình thường là ví dụ làm tầng thứ nhất, tầng thứ hai làm buổi sáng thì xong hết cả hai bên này rồi. Riêng cái phần chỗ này thì nắng cao nguyên cũng cái chỗ này không thể đục ra được nữa. Đây mọi người xem cái khớ đá này, chỗ bà con khoan đây nhé. Cái lỗ khoan đây này, chỗ này cũng sẽ láng lại hết nước xi để cho nó ăn. Khu vực trên này thì sẽ không động tới một tí nào cả. Thì rất sợ nguồn nước nó bị mất. Hiện tại thì Nàng Cao Nguyên vẫn đang là thu mua mật ong của bà con ở trong bản để gửi tới quý vị khán giả. Thì hôm nay thì Nàng Cao Nguyên cũng xin được gửi tới quý vị một cái chương trình là tri ân khách hàng. Thì Nàng Cao Nguyên đang có chương trình khuyến mãi, đó chính là quý vị khán giả mua 1 lít mật ong sẽ được miễn phí tiền cước vận chuyển. Quý vị khán giả mua 2 lít mật ong bạc hà thì sẽ được tặng là một lọ tinh bột nghệ rừng trị giá 200.000. Đây, mua 3 lít là sẽ được tặng một lọ tinh bột nghệ rừng này với lại là một kg miến rong của Cao Bằng mọi người ạ. À, quý vị khán giả là mua 4 lít là sẽ được tặng 1 lít mật ong hoa bạc hà rừng này. Và tiếp theo, Nắng Cao Nguyên cũng xin được giới thiệu với quý vị khán giả một cái sản phẩm mới của Nắng Cao Nguyên. Đây cũng vừa mới được làm xong. Đây là lọ mật ong hoa bạc hà ngâm nghệ. Đây là nghệ rừng mọi người ạ. Một cái lọ mật ong bạc hà ngâm nghệ rừng này là 750ml thì trị giá là 450.000. Rất mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cái sản phẩm của bà con vùng cao Nguyên Đá. Nàng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nàng Cao Nguyên đang có mặt tại chỗ tổ 1 của thung lũng Ngắn Lùng. Đấy, ngày hôm qua thì bà con đã ghép xong hết cái tầng thứ 3 cái cốt pha rồi ở cái mặt bên ngoài. Hôm nay thì sẽ ghép nốt là hai cái mặt bên cạnh mọi người ạ. Đây như mấy lần trước là mình ghép cốt pha ở tầng bên dưới thì cũng chưa có kinh nghiệm nhiều lắm nên là nó vẫn bị hỏng một vài chỗ mọi người. Nhưng mà đến bây giờ thì ở trên chỗ em Công đang đứng ấy kìa thì đã nó nói chung là cũng đã đẹp rồi. Đấy, bây giờ thì kinh nghiệm nó có thêm một chút. Đấy, mặt rất là phẳng luôn. Anh em mai sau mà chát chít các thứ nó cũng sẽ đỡ hơn. Riêng cái chỗ này mình vẫn phải chát vào mọi người. Mình tính là sẽ mua thêm 3 khối cát vàng nữa để cho nó chuẩn. Đấy. Hiện tại thì đây cái bể này là nhân lên. Bây giờ mình làm lên 3 tầng mọi người nhé. Đấy, nhân cho nó chuẩn. Đấy, mỗi một cái tấm ván này là 90 phân. 9 là 2m7. Tổng là 2m7 rồi. Đấy, xong mai sau là xử lý cái mặt bên ngoài nữa này. Đấy, khu vực bên này thì đây tí nữa cũng sẽ đóng nốt. Hôm nay là bà con, chị em, phụ nữ cũng lên rất là đông luôn. Cả thôn mọi người ạ, để đập đá này cho nó nhỏ để cho lên cho nó dễ. Với lại là hôm nay sẽ tiếp tục là nghiền thêm bột đá để xử lý là lọc này, sàng này, lấy cái bột nhỏ để chát một lượt trước, sau đó thì chát cát vàng sau. Cái bể này thì cũng dưới đáy bể này cũng sẽ xử lý lại cái mặt luôn để láng này, xi chống thấm này. Đấy, làm sao mà cho cái bể này nó tốt nhất mọi người ạ. Bà con bây giờ cũng đã quen việc hết rồi, bây giờ còn không cần phải hướng dẫn gì, cứ thế là vào làm thôi nhỉ, tính nhỉ. Đấy, thế lần sau ví dụ bà con mình làm các thứ là cũng làm kiểu này thôi nhỉ, rồi nó nhanh đúng không. Có khi đổ móng làm cái nền nhà cũng làm kiểu này cho nó nhanh ấy nhỉ. Ừ. Đấy, đây nhất là phía đây này mọi người. Đấy, chỗ này thì xử lý nó kỹ hơn hôm cái tầng ở dưới. Cái phần ở chỗ này thì anh em mình là hôm trước là ghép cốt pha là không có nghĩa là thiếu, không đến được nên là sẽ kè tạm những tí nữa chát hết.
cái này. Đây. Nếu mà không ghép cốt pha như thế này thì bình thường bà con là sẽ kè như thế này mọi người ạ. Đấy. Sẽ kè như thế này thì mất thời gian. Nếu mà để mà kè thì tính là nếu mà từ hôm trước anh em bắt đầu làm mà kè cái kiểu này thì liệu hôm nay là lên đến đây được không? Chưa đến đâu. Không đến đâu à? Đến khoảng đến đâu? Chưa. Chắc là có khi chưa xong tầng 1 đấy nhỉ? Chắc xong tầng 1. Sao thế hôm nay bắt lên tầng 2 đúng không? Đấy, làm kiểu là buổi sáng hôm nay bà con là sẽ kè hết hai bên này là sẽ xong sớm luôn. Quan trọng là đây, đằng sau mọi người đây này. Đấy, chỗ này thì sẽ nó là cũng là đá bà con là đổ bê tông thôi. Thế này, cũng là kè này. Mình sẽ đục ra một tí từ chỗ này ra để làm sao mà xây cho nó cao lên một chút, đất đá cho nó đỡ trôi xuống dưới cái bể này. Còn riêng cái phần chỗ này thì sẽ hoàn toàn là không động đến mọi người nhé, vì nước nó cứ chảy róc rách suốt ngày luôn, bà con chung hứng nước ăn chỗ này luôn. Đấy, đây, tí nữa cũng phải bỏ hết cái này ra này, không cho, nói chung mình sẽ không động đả động gì đến chỗ này cả, không gò, không đào ra. Chỉ sợ là động mà phát là mất nước thôi. Cái nguồn nước này để mà mùa mưa nhá mọi người ạ, nó thẩm thấu cái chỗ cái nguồn này ra cực nhiều luôn. Đấy. Bể này là diện tích cái bể này là tổng là 121 khối mọi người ạ. Khi mà giật lên tầng 3 này là 121 khối nước. Đấy. Còn cái bể bên cạnh kia, cái bể cũ ấy là khoảng hơn 100 khối nước. Thì bà con tổng hơn 200 khối nước thì cũng có thể là dùng, nói chung là tương đối, nó không được thoải mái cho lắm. Nhưng mà ở dưới là cũng thôn tổ 1 là cũng có một số bà con là có cứ theo nhóm hộ, khoảng 2-3 nhóm hộ là có 1-2 cái bể khoảng tầm 3-4 khối rồi. Còn có nhà là có cả cái bồn inox là khoảng 1-2 khối nữa. Rồi sao mình sẽ sau khi hoàn thiện xong hết cái này, mình sẽ tính toán lại cái tiền vật liệu này, xong là để còn làm đường dây từ đây xuống dưới tổ nữa cơ, để cho bà con là đỡ phải lên múc tùng can một, giống như kiểu là chị kia kìa mọi người. Đấy, mỗi lần đi lấy nước về là cứ phải xách từng can nước một này, cũng rất là vất vả luôn. Làm sao mà đường nước, ống nước về tận nhà thì bà con là đỡ phải đi lại. Đấy. Bên này thì bà con là đang tranh thủ nghỉ một tí. À Công ơi, ở bên này em bảo chị em là đập đá nhỏ ra cho anh nhé. Công ơi, đập hết ra, đập nhỏ ra thì thả vào dễ hơn đây này. Đấy, mình làm nhỏ xong là căn bản hôm trước là đập đá này to quá. Đấy, để làm đây. Hôm nay là sẽ là 2, 4, 6, 8, 9. Ôi, 9 chị em đập đá thì nhanh lắm mọi người ạ. Thôi chị em là cứ đập, còn anh em là sẽ bê đá lên kè cho nó nhanh. Hôm nay 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 người, 18 người. Ui, hôm nay là đông đấy, Công nhờ. 18 người thoải mái là xử lý xong, ngày hôm nay là xong hết cái chỗ này thôi. Thôi mời mọi người xem anh em là dỡ cốt pha với lại đóng lại cốt pha ở hai mé bên này nhé. Anh bảo này, một thanh niên đi lấy xe máy của anh không là lên trên kia đi chở, đi đổi một bình nước mang về đi. Oh,
xe cho mình đau bơ hai bơ. Cuối tử nha tư nậu. Đâu rồi Công ơi, anh bảo này, em biết tiếng em bảo bà con là trộn hết cái phần bên này đã này. Đây này, cái chỗ bột đá này này. Đấy. Trộn hết bên này xong là mình trộn sang bên kia để lấy vữa sang bên này cho nó dễ. Đấy, chiều hôm qua là anh em mình vừa lấy thêm 4 tấn xi măng nữa mọi người ạ. Đây. Lấy thêm 4 tấn nữa để cho nó đủ. Vì hôm trước là đã lấy 6 tấn rồi. Đây. Đấy. Đây mọi người. Đấy. Làm sao mà nói chung là đây đều xi măng mác 40 hết. Để làm bể cho nó chuẩn mọi người. Còn nếu mà làm nhà thì chỉ lấy mác 30 thôi. Chiều nay thì... căn bản là cái bột đá mình nghĩ là vẫn chưa đủ. Đây, nó ít quá. Nếu mà hoàn thiện nốt cái về cái phần thô thôi thì sẽ đủ, nhưng mà quan trọng là còn phần chát nữa này. Chát là sẽ phải sàng ra. Giống như cái bột nhỏ đây. Đây, mình phải lấy cái bột nhỏ này. Đúng không ạ? Đấy. Còn bột kia là to quá. Thì chát qua một lượt bột nhỏ này thì sẽ lấy thêm cát vàng nữa để chát hết cho nó đảm bảo. Đấy. Bà con là mấy hôm nay làm việc, nói chung là 5 ngày hôm nay là liên tục luôn, không nghỉ một ngày nào cả. Hôm nào cũng lên khoảng 15-20 người. Có đúng hôm trước thì bà con làm hơi chậm một chút, tại vì là bên chỗ nhà em Tủa là làm cơm mời bà con. Đấy, vợ mới khỏi ốm, khỏi bệnh. Hôm nay có cả chị Súa đấy. Chị Súa mà một mình chị ấy nuôi 5 cháu nhỏ nhé. Đấy, là cũng lên hỗ trợ cho bà con ở trên này để đổ. Đấy, toàn bộ hôm qua thì cũng tổ 3, tổ 4 cũng lên rất là đông luôn. Đấy, em ơi, em bảo cháu lên trên này chơi này. Đây, cho chơi đống cát này, ra đấy xi măng bụi lắm. Nè, sợ anh á? Ồ, thế để anh đi ra chỗ khác để cho ra đây chơi, không ra đấy bụi lắm. Đấy, sợ anh à? Thật đâu? Đây. Đấy, cứ mỗi một lớp một tầng thì mình sẽ cho thêm sắt vào mọi người ạ. Thêm sắt này vào để cho nó rằng với cái mặt tường bên kia. Bà con bây giờ đóng cái này là có kinh nghiệm lắm rồi. Đấy. Cái đinh cũ của nó không phải gỡ ra đâu, mà tí nữa mình làm sao mình đưa cái này vào cái lớp này. Đấy. Trưởng thôn tháo được mặt bên đấy không? À, hai cái ở đầu cuối này không tháo ra công nhá. Ở cuối là mình để luôn để mình còn ghép thẳng ra phía bên này. Xem không biết có đủ ván không đây. Lúc đầu mình cứ sợ thiếu đá này, nhưng bây giờ thành ra thừa mọi người ạ. Cái đá để cho vào bể này. Bề dày 40 phân này. À, dày 40 phân, cao 2m7. Đấy. Rộng là từ đây sang bên kia là 5m, từ đây sang bên này là 10m. Đấy mọi người ạ. Thì cái bể này tha hồ mà giữ trữ nước cho bà con rồi. Sử dụng cho khoảng 60 hộ dân hai cái bể này. Ở trên đầu nhà em Công ấy còn có một cái nguồn nước nữa cơ, nhưng mà đi vào cái nguồn nước đấy nó hơi khó khăn. Căn bản là phải đi bộ mọi người ạ, mà đi là leo núi. Chứ nếu mà bên chỗ em Công mà có đường thuận tiện nha, ví dụ đường xe máy, chỉ cần đường xe máy mà chở vật liệu vào làm ở chỗ đấy nó cũng được. Ở bên chỗ cái nguồn nước của Công kia là nước cũng to mà Công nhỉ? Bây giờ hiện tại có nước không cái nguồn đấy ấy? Nhưng mà hiện tại bây giờ có còn nguồn nước đấy không em? Hả? À, vẫn còn à? Này, gần như là dưới nhà em Công là có một cái bể bao nhiêu khối nhỉ? Nhà em ấy. Đấy,
bể công của hơn 20 khối mà bây giờ bà con ở dưới tổ 3, tổ 4 mà lên nhà em công để xin nước suốt đấy mọi người ạ. Đấy, thế nên là bây giờ thực sự là ở ngoài huyện mình nhá, còn thiếu nước trầm trọng luôn. À, riêng cái mùa tháng vừa rồi nhà mình đã phải mua 2 xe nước để dùng rồi. Đấy, nhưng mà xe nước ở ngoài huyện thì cái xe 7 khối như hôm trước chuyển vào nó chỉ có 500 nghìn thôi mọi người ạ. Nó đỡ hơn bà con ở trong này, đường xa này, từ cách ngoài huyện vào đúng đến đây là 15 cây số. Đấy, mà đi cái đường từ chỗ đường nhựa vào đây thì nó cũng hơi khó một chút ấy. Nên là các xe to là gần như mọi người chở nước cũng nặng lắm, nên là xe to họ sợ vào trong này. Nên là hôm qua lấy cái xe 3 khối thôi là đi thoải mái, là chở vào đây đủ nước cho bà con là làm. Nhưng hiện tại mọi người hôm qua vừa lấy 3 khối xong nhá, một số bà con là nhà hết nước dùng cũng lên trên bể này lấy nước dùng, nên bây giờ có khi còn khoảng tầm hơn khối tí đấy nhỉ. Còn hơn khối tẹo thôi. May mắn thì đủ để làm bể này, còn không thì sẽ phải mua thêm một xe nữa đấy nhỉ. Bê bảo bà con là tạm dừng lấy nước đã. Với lại bê bảo bà con là tạm dừng lấy nước ở đây đã công ạ, để mình phục vụ làm cho nó xong đi đã nhé. Còn nếu mà bà con mua nước dùng, hôm nào anh mua thêm một xe nữa để cho bà con lấy nước. Chứ còn bây giờ mà lấy xong là tí nữa làm chỉ sợ thiếu ấy. Bà con bên này là đập nốt đá đấy. Đâu nhỉ? Bảo một người nữa sang bên này hỗ trợ công đi. Ở bên kia mấy người rồi? Đây. Hỗ trợ công bên này để làm cho nhanh. Đây. Xem cái tấm kia em xem nhá, công ơi. Không, mình ráp nhỏ. Ở trên tầng này nó không cần to đâu công ạ. Ở trên tầng này mình làm khoảng 35 phân cũng được rồi, để cho dịch vào để cho nó đỡ bị phòi vữa ra, vì cái tầng trên này không cần 40 phân đâu. Ở dưới là đã 40 rồi, lên đến 35 cũng được. Đấy. À, cái đấy phải ép vào. Đấy, tính sang bên này hỗ trợ công nhé. Cho nó cẩn thận nhẫm vào đầu ván em phải lật đấy. Đấy, hai anh em bên này, hai anh em bên kia. Ô, mà hôm nay hình như là âm thịnh dương suy hay sao ấy nhỉ? Mà ít nam thế, toàn nữ thôi. Ở dưới chân chỗ gió ấy, cái dưới chân cho em ấy này. Kia kìa, hở nhiều quá kìa. Với lại cái chỗ kia hở nhiều quá kìa, sợ vữa. Chạy. Đây này, tí nữa chỗ này là mình trộn vữa ở đây luôn. Em ơi, tí em bảo bà con là mình trộn vữa đây luôn, tí mình xách xô ra đây cho nó dễ, đỡ phải nhấc lên không? Từ đây nhấc lên là hơi căng đấy, cao quá. Đấy, đóng nốt tầng này nữa là xong rồi mọi người ạ.
là sẽ đóng thẳng ra đến chỗ cái mép này. Chỗ cái mép này thì mình sẽ riêng từ đây sang bên kia mình sẽ xây cao lên khoảng tầm 3-40 phân nữa cho nước đỡ trôi vào thôi. Đất đá trôi vào. Cẩn thận em nhá. Đấy, đóng nốt phát bên này nữa là ok rồi. Đá vào phát cầm chèn này nó kín luôn. Đúng rồi.
ai mà cho chúng tôi nữa? Quả hồ hồ đấy làm gì? Thế khởi chế chứ đâu? Hôm nay thì Nắng Cao Nguyên cũng xin được gửi tới quý vị một cái chương trình là tri ân khách hàng. Thì Nắng Cao Nguyên đang có chương trình khuyến mãi, đó chính là quý vị khán giả mua 1 lít mật ong sẽ được miễn phí tiền cước vận chuyển. Quý vị khán giả mua 2 lít mật ong Bạc Hà thì sẽ được tặng là một lọ tinh bột nghệ rừng trị giá 200.000. Đây, mua 3 lít là sẽ được tặng một lọ tinh bột nghệ rừng này với lại là 1 kg miến rong của Cao Bằng mọi người ạ. Quý vị khán giả là mua 4 lít là sẽ được tặng 1 lít mật ong hoa Bạc Hà rừng này. Mọi người ạ, bây giờ bà con đang dồn hết tốc lực là đổ mé bên trái cái bể này trước đấy. Sau khi đổ xong thì mới bắt đầu dồn sang bên này vì bây giờ đang bị thiếu ván mọi người ạ. Cột đá thì ở chỗ này chắc còn khoảng tầm 5-6 khối nữa thôi. Chiều nay chắc chắn phải nghiền thêm rồi, không đủ được đấy, để còn chát bể. Cái phần chát bể nó tốn rất là nhiều cái bột đá nhỏ kia. Còn riêng cái đá này, lúc đầu mình cứ nghĩ là thiếu nặng ấy, ai ngờ thừa rất nhiều luôn. Cái bể này dự kiến là nốt hôm nay, ngày mai, làm nốt ngày mai nữa vì còn phải làm cái thành ở mặt phía trước này, đây này, thành này này mọi người. Sau đó thì mới bắt đầu là chát. Đấy, mình cũng đang tìm đội thợ chát rồi. Thì hôm trước lên trên chỗ mấy anh em đang làm cột điện thì mấy anh em đang bảo là ngày mai ngày kia nó chát được nên nó hơi chậm, thì mình có nhờ em công là tìm thêm một đội chát khác. Như bà con ở Cán Lủng ấy không biết chát mọi người, chỉ có biết kè đá này. Thì cái kỹ thuật chát chống thấm thì nó cần nhiều kỹ thuật hơn. Hôm trước mình cũng đi lên trên chỗ khu vực trên này để xem lại cái nguồn nước tại làm sao nó lại mất, nhưng mà cũng không biết được mọi người. Nó cũng không phải là do trồng cột điện đâu. Thấy bà con bảo là hay là mùa khô quá ấy, nó không ra được nước đấy. Đợi xem là đợt tới này nó mùa mưa một trận hay là nó còn về cái chỗ cái nguồn này không. Thực ra để mà đây thì nó vẫn rỉ nước ra nhưng mà nó ít mọi người, nó không được nhiều. Đây như này chứng tỏ nó vẫn rỉ nước ra đây. Còn nếu mà nó bị mất hẳn ấy, thì chỗ này khô cạn luôn, không còn một tí nào cả. Nó vẫn rỉ rỉ dần ra đây mọi người. Tít cái khe trong này rất là sâu, nhưng hôm trước mình lấy cái cây khoảng 3 mét chọc vào mà còn không thấy, không chọc vào cái được cái tít góc ở trong được. Bây giờ ngô của bà con là cũng lớn rồi mọi người ạ. Sau làm xong cái bể này thì bà con lại tập trung là đi vun ngô rồi. Bây giờ là cũng phải cố gắng hoàn thành xong cái bể đấy, để cho bà con đi vun ngô nữa. Một số bà con còn làm việc nhà này, chứ còn một tuần nay là tập trung làm hết công suất ở cái bể này rồi. Sau khi hoàn thành xong cái bể này thì mình mới tiếp tục quay lại để bắn mái nhà cho bà con được, vì bây giờ không có người mọi người ạ. Ở dưới thôn là còn 4 căn nhà nữa là sẽ bắn mái hoàn thiện nốt. Bà con thì cũng đã biết việc hết rồi nên là cái tốc độ công việc nó sẽ đảm bảo hơn. Nhưng mà khi mà lên giật lên cấp 3 này thì cái công cuộc là vận chuyển đá lên thì nó cũng hơi khó khăn một chút. Đây cũng phải nhặt từng viên đá một đấy mọi người ạ, thì mới làm xong được.
thì cá hơn, mất cá hơn thế sao? Mọi người ạ, bây giờ thì cũng đã gần trưa rồi, 11 giờ trưa rồi. Thì bà con chắc làm hết cái chỗ khu vực này thì chiều bắt đầu mới chuyển sang bên này em ạ. Bây giờ 11 giờ rồi. Chung ở trên này làm lâu hơn vì cái khuôn bê đá lên ấy, nó hơi vất một tí. Công ơi, anh bảo mình làm nốt chỗ này xong là nghỉ trưa, xong buổi chiều mình làm bên kia. Ừ, đói chưa? Ừ. Đấy, bà con đừng kè đá vào sát vách nhá. Mình cho ở giữa rồi. Ừ. Xong chiều nay các bạn tí nữa trưa nay anh ra ngoài kia có tí việc công chiều nay tập họp anh em nhá. Ừ, 1 giờ làm xong sang bên này làm. Sau chiều nay em cho khoảng 3 người là ra nghiền đá luôn công ạ. Thì mới có đủ bột đá để chát. Thế mai mới nghiền được à? Thế để xem bà con mình mai anh xử lý luôn nhé. Đấy. Cái tốc độ làm chậm hơn rất nhiều luôn mọi người ạ. Bình thường là ví dụ làm tầng thứ nhất, tầng thứ hai làm buổi sáng thì xong hết cả hai bên này rồi. Bây giờ thì chỉ một chút nữa là xong rồi. Em ở chỗ đấy dày đá quá, dày đá mình cho đớp bớt đá đi. Cho nhiều vữa lên cho nó chắc. Bây giờ bột đá thì còn thừa ở đây. Vì khi mà sàng ra thừa rất nhiều bột đá mọi người ạ. Đấy cho vữa ra mình mới cho thêm à. Nếu mà chát thì phải mất 3-4 ngày ấy, mọi người. Chát vì cái bể này nó to. Chát không chát cả mặt ngoài nữa. Từ hôm qua tới giờ
anh em làm theo kỹ thuật mới của quý vị khán giả đóng góp ý kiến ấy, là cho đá vào giữa, rồi là cách cái mặt cốt pha này ra thì cái nó sẽ lọt được hết cái khe này, nó mịn hơn mọi người ạ. Đấy. Bên này nếu mà chát thì mình sẽ vẫn thuê mấy anh em ở trên làm trải chát mọi người, vì bà con làm cũng quen rồi ấy, làm nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Bây giờ thì xem nào. Ở đây không ai mang thước nhỉ? Ừ. Có thước không? Cho anh mượn anh thử đo nào. Hả? Đâu lấy hộ anh mượn cái thước vậy? Đâu? Ai cầm thước đây gió? Ờ. Để ra mình đo cho quý vị khán giả xem là chiều này lúc đầu bảo làm 2 mét thì mình thấy là nó cũng ấy quá mọi người ạ. Làm 2 mét nó thấp quá. Thế là tăng lên là một tầng này nữa là 2m7. Thì dự trữ nước nó sẽ được nhiều hơn. Hôm trước mình nhân ra là tính ra là nguyên ở trong lòng này mọi người nhé, là 121 khối. Đấy. 121 khối nước. Thì bà con có thể tận dụng để dùng nước sinh hoạt thì cũng gọi là tương đối rồi. Đây. À, cũng có rất nhiều quý vị khán giả đóng góp ý kiến là sao không làm mà. À, vâng, anh cho em mượn đi. Ui. Có rất là nhiều quý vị khán giả đóng góp ý kiến là sao không làm nhiều vòi nước này ra để kéo về từng hộ, thì mình chỉ làm 2 vòi thôi mọi người ạ. Thì kéo một đường dây để cho đỡ tốn, xong từ một đường dây sẽ chia nhánh ra. Đây mọi người nhé. Đây. Trên là 2 mét, đột xuống đây. Đây đúng 2m75. 2m75. Thì gia cố lại cái nền này nữa là tráng, là chống thấm các thứ nó rơi vào 2m7, là đổ thêm khoảng 5 phân nữa để cho nền nó chắc hơn. Đấy. Còn xi siết thì riêng cái chỗ mặt tường này mình sẽ trước khi phải chát nhanh mọi người, vì nó đang ẩm nó sẽ ăn là nhiều hơn, mai sau mà đợi khô quá ấy, thì lại phải tưới nước, lại tốn thêm nước. Đấy. Và trước khi chát lại bể này mình sẽ đổ qua một lớp nước xi nữa để cho nó ăn cho tốt hơn, chống thấm nó tốt hơn. Từ đây thì riêng cái phần chỗ này thì Nắng Cao Nguyên cũng bảo về cái chỗ này không thể đục ra được nữa. Đây mọi người xem cái thớ đá này, chỗ bà con khoan đây nhé, cái lỗ khoan đây này. Đấy. Đây lỗ khoan này, bình thường nếu mà khoan như này nhá, khoan mấy lỗ đập là nó sẽ ra cả tảng thôi. Nhưng đây đập nó chỉ ra từng tí một, không thể ra được nữa. Chỗ này cũng sẽ láng lại hết nước xi để cho nó ăn, để lại mỗi khu vực trên này thôi. Khu vực trên này thì sẽ không động tới một tí nào cả. Thì rất sợ nguồn nước nó bị mất. Còn cái trên này đục ra một tí để làm cao hơn. Ok, mời mọi người theo dõi bà con làm một lúc nữa, chúng ta sẽ nghỉ trưa mọi người nhé. Xếp ở dưới chỗ chân này đi tính rồi. Nước nó chảy dưới này nhiều quá rồi. Xếp đuổi ở dưới chân này, đuổi cao lên đi cho nó đỡ chảy. Cái chỗ đấy đổ thêm bữa vào hắn để đá đấy. Xong thỉnh thoảng anh em lấy hòn đá gõ gõ vào cái thành ấy để cho nó chảy vữa xuống nhá. Đấy, gõ thế đúng rồi. Đấy, cho nó chảy vữa xuống là nó sẽ đẹp.
Thôi mọi người, bây giờ cũng đã hoàn thiện công việc của buổi sáng ngày hôm nay rồi. Bây giờ bà con là đây cũng trộn hết vữa rồi. Xem là sẽ để chiều trộn tiếp làm bên kia thôi. Bây giờ bà con sẽ nghỉ trưa để ăn trưa. Sau đó chiều tiếp tục làm việc. Ơi, bây giờ về anh em mình hâm lại thức ăn mọi người ạ. Mình đi thì cứ mang đồ ăn sẵn này thì hâm lại ăn cho nó nóng. Hôm nay là không biết là đây vợ mình chuẩn bị cái gì đây mọi người. À đây là thịt quay. Ôi thịt quay này phải dán lại mọi người ạ. Đây. Em canh gì đây? Đây là có đậu. Đấy, ở đây là có canh nữa mọi người. Đây là canh xương. Đây, chuẩn bị hết từ tối hôm qua này. Anh em mình mang đi đây. Còn bây giờ mình dán qua lại thịt đã mọi người. Dán qua lại cái này tí ăn nó ngon. Bây giờ căn bản là cũng phải vào đây tập trung với bà con đấy mọi người. Để buổi trưa làm luôn, không để cứ đi ra đi vào nó mất thời gian này. Mỗi cái nồi đấy, quay này cho nó ra ra mỡ tí mọi người. Mình thích ăn cái kiểu nó hơi tóp tóp một tẹo này. Ôi mọi người đấy, đảo cho nó cháy cháy cạnh một tí à. Đấy. Ừ. Gắp ra nhiều mỡ quá, xuống nóng hết cả cái đồ đựng này. Đấy. Mọi người ạ, mình cái đậu này xào không phải đun qua nữa, để đun lại canh thôi. Nhưng mà nó đóng cái váng mỡ này. Ăn canh mà đóng váng mỡ này nó không ngon. Đấy, đun nốt canh xong rồi anh em ăn cơm sớm. Hôm nay được ăn cơm sớm hơn mọi hôm khoảng 30 phút. Bình thường 12 giờ trưa bà con mới nghỉ thôi, hôm nay 11 rưỡi. Rồi, thế là chuẩn bị xong bữa mọi người ạ. Đơn giản. Ôi mọi người ạ, thế là xong bữa cơm. Nói chung là cả nhà mình, anh em mình ăn đạm bạc thế thôi. Anh Duy lên trên này được bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Anh lên được 7 năm rồi. Tính là thế là lên từ năm 2015 à? 2015 lên trên này. Nhưng anh Duy quê ở đâu? Anh ở Tuyên Quang. Tuyên Quang. Đấy, cũng lặn lội lên trên này. Nhưng một năm chắc về 1-2 lần thôi nhỉ? Đấy. Tết về đó. Tết có về. Công việc gì cần thiết thì mới về. Rồi, ăn cơm này anh em. Ôi, mời cả nhà ăn cơm nhé. Anh em mình ăn xong là sẽ tiếp tục công việc. Thôi thì mọi người ạ, mình xin phép là dừng video tại đây. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Hiện tại thì Nàng Cao Nguyên vẫn đang là thu mua mật ong của bà con ở trong bản để gửi tới quý vị khán giả. Thì hôm nay thì Nàng Cao Nguyên cũng xin được gửi tới quý vị một cái chương trình là tri ân khách hàng. Thì Nàng Cao Nguyên đang có chương trình khuyến mãi, đó chính là quý vị khán giả mua 1 lít mật ong sẽ được miễn phí tiền cước vận chuyển. Quý vị khán giả mua 2 lít mật ong Bạc Hà thì sẽ được tặng là một lọ tinh bột nghệ rừng trị giá 200.000. Đây, mua 3 lít là sẽ được tặng một lọ tinh bột nghệ rừng này với lại là 1 kg miến rong của Cao Bằng mọi người ạ. Quý vị khán giả là mua 4 lít là sẽ được tặng 1 lít mật ong hoa Bạc Hà rừng này. Và tiếp theo, Nắng Cao Nguyên cũng xin được giới thiệu với quý vị khán giả một cái sản phẩm mới của Nắng Cao Nguyên. Đây cũng vừa mới được làm xong. Đây là lọ mật ong hoa Bạc Hà ngâm nghệ. Đây là nghệ rừng mọi người ạ. Một cái lọ mật ong Bạc Hà ngâm nghệ rừng này là 750ml thì trị giá là 450.000. Rất mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cái sản phẩm của bà con vùng cao Nguyên Đá.